em kéo xuống em định bảo là... Xin chào các bác nhá, hôm nay chúng tôi phát hiện ra một giống ong tổ thôi. Ong rất là lạ ở trong rừng đây. Nó có màu vàng vàng này. Để zoom gần cho các bác xem này. Đó là bắt đây. Bọn tôi vẫn đang nghiên cứu chưa biết bắt nó kiểu gì đây. Một tổ rất to. Bắt đây để em về. Đây này, đây này, nó bò ngoài kia nhìn vàng vàng kìa. Lấy tay rung rung thì cho nó bò ra nhìn nó nhiều. Thì yeah, đang đậu ở chỗ ở chỗ cửa hang kia kìa. Vừa nãy bọn tôi vừa chặt động nó đang chạy ra. Đang nghiên cứu xem sự cách để bắt nó đây. Bắt được. Sợ gì? Và đây là hai cao thủ chuẩn bị. Sợ đếch gì mà không sợ. Chuyên gia bắt ong thì đây là các chuyên gia bắt ong nhà ba đời có truyền thống bắt ong rồi nhá. Nên là gặp những tổ này thì các cao thủ này là bị mấy mũi. Một là bắt nó, hai là nó bắt mình. Bị mấy mũi. Bây giờ đang chuẩn bị tầm độ 4-5 mũi thôi. Đang chuẩn bị xử lý cái tổ ong này xem thử nó là cái loại ong gì, xem thử có nhộng không này. Bây giờ đang hết mùa nhộng rồi. Đang là tháng 11 dương à? À tháng 12 rồi sao? Tháng 12 rồi. Không biết là còn nhộng để ăn không đây này. Để tí lại có món ăn cơm. Có món nhộng ong sạc tương. Có tương rồi. Hết tương rồi. Hết à? Hết thì còn muối. Còn muối. Còn muối nướng. Ong rang muối. Không nướng được. Bỏ lại chứ anh. Hả? Bỏ lại. Đây. Quân nó lại chạy hết vào trong tổ rồi kìa. Đừng có trượt chân nhá. Đừng có trượt chân. Cắm cả đầu mẹ xưa thay. Các bạn đang ngủ nhưng mà đang nóng tụi mình ba lại bị đánh thức. Đang định làm gì? Hay là lấy cái tải úp vào? Hả? Yên này. Dân chơi à? Nó chui vào hết tổ rồi mà. Nhưng mà mẹ giờ phát nào được mà úp. Bây giờ phát nhẹ nhàng thôi. Nó lại có tận hai cửa cơ, nó không phải một cửa ông ạ. Phát nhẹ nhàng xong bắt đầu luồn cái tải lên. Đấy đấy, chui vào rồi, chui vào lỗ rồi. Kìa kìa. Bỏ đi. Không nghe đạo địch. Địch này là địch không chơi được. Thế sao lại bỏ cái chỗ đấy? Lỗ nó ở dưới kìa kìa các bạn nhé. Que người ta cầm thì bảo việc chứ thì em lấy cái khác cho. Bỏ đây lại đó. À thế là cầm hẳn cái chiến thuật là dùng lửa hỏa công đốt. Hỏa công để đốt đồn địch các bạn ạ. Tận dụng tối đa hỏa lực địch trong đồn. Địch trong đồn là xử lý này. Đây để tao phát để lấy chỗ đó. Vào thôi, được rồi. Hôm nay mạnh mẽ thế. Chắc muốn ăn nhậu ong hả sao? Để phát đến ở chỗ này nó làm gì đụng đến tổ ong đâu mà. Các bạn đang thức rồi. Không ngủ nữa đâu. Nó chỉ bị đi ra ở đấy, con hầu vệ là nó đi ra đấy. Nó bảo thằng này ở đây trong nhà. Xem cái thằng nào lén phéng đến đây báo không báo tin. Chui vào hết rồi. Hỏa lực đã sẵn sàng rồi nha các bác nha. Đây là truyền hình trực tiếp. Và bắt ong đi vào lòng đất. Tí nữa xem có đi vào lòng đất không. Đây cổ hiểm nha nhỉ. Hả? Hiểm nha. À đúng rồi. Ở đây không có lá sắn nhỉ. Lá sắn là gì? Gây mê. Lại xuất trên YouTube à? Nó gây mê bằng lá sắn mà. Tí nó ngủ hết. Lá sắn lại phải ra ngoài kia. Nó mà ngủ hết mà, nhét vào cái lỗ cửa ra vào của nó ấy. Mà ai nhét được mới là điều quan trọng. Bây giờ có mỗi cái chỗ để mà đút thôi còn khó. Nó cái lỗ của nó chui được ở dưới này này. Nó ở dưới mà. Còn lại đất cháy. Đây thì mình đốt nóng. À bây giờ hỏa công đang chuẩn bị được tiến hành. Chúng ta có phản công. Đánh vào đồn địch.
anh chọc thẳng vào trong tổ của nó ở dưới thôi để nó bốc nó cháy lên. Cả vì mà nhưng mà nó bị cháy đó. Thôi cứ ngồi đấy gạt ra luôn nhá. Cùng thế. Đây, gậy đây, chuẩn bị sẵn sàng rồi đây. Chuẩn bị chạy, chuẩn bị chạy. Chuẩn bị chạy và đợi kết quả. Cho nó cháy to ra nữa. Không biết có thành công không. Không chết đâu. Đang cho nó cháy đây. Cho nó cháy to lên đấy. Cho nó cháy bùng lên to lên. Cái anh túi vào tí nó đứng. Đang ngủ thì lại bị đốt. Đứng cây nó lại không cháy. Chỉ chích một cây. Hôm nay là phương tiện không có gì để bắt và dùng hỏa công. Phóng hỏa. Đây là dùng hỏa công như kiểu là trận xích bích của Đông Ngô đánh Tào Tháo. Đấy. Rồi chuẩn bị rồi. Rồi hỏa công đang chuẩn bị. Chúc anh may mắn. Nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng. Gậy để sẵn rồi nha anh nhá. Chúc anh may mắn nha. Rồi hỏa công vừa được thi triển. Bây giờ quân địch đang không biết là bay toán loạn đi đâu hết rồi. À kia kia, có vài con vẫn băng bay ở ngoài. Ờ. Úi đây đây, trên đầu có một con. Đừng có rụng giống đầu tao là được. Ôi còn đây nhộng đây này. Thề luôn. Ui ui, ui nó bay trên đầu đây này. Đâu? Đây 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 đây. Đây. Ui ui. Ui. Bố này cứ cho một cái tí nữa cho ăn chắc. Kìa, cuồn à, nhiều cuồn lắm, địt mẹ chết cả đông rồi. Đâu? Kìa, địt mẹ nhộng đầy kìa, trắng tinh kìa. Cuồn đã chết hết rồi đây này các bác ơi. Rụng hết rồi kìa kìa. Đấy, thò tay vào lấy đi. Thò tay vào lấy cười. Đang bận cầm tay rồi. À, bây giờ khử được rồi đấy. Được chưa? Được rồi. À, bây giờ... Đâu ấy nhỉ? À, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Vào lấy đi, không chí nó bay về đấy. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ nó nóng... À, ôi ơi! Nó bậu áo, đu má. Phải, cái loại này nó bị đốt rồi. Ôi ơi! Đứng im. Châm lửa lên. À ui. Châm cục cứt. Nó chạy đâu vậy? Nó chạy rồi. Không biết ong gì vàng vàng. Nhẹ nhàng nhá. Thôi bây giờ ngắt tổ đi rồi. Ui. Sợ cái bọn nó rơi ra đấy nó có con nào tỉnh không nhỉ? Chắc là ngất hết rồi. Ui ui. Không nhấc được ra. Nhấc nhấc được. Nó vào lấy đồ để cắt cho anh cái giúp. Ơi. Vào lấy dao để cắt. Em hốt đất em đưa ra cho anh đây này. Nó còn dính lại một đống thế này. Cẩn thận đừng rơi vỡ hết tổ. Rồi, dụng rồi. Ôi, đã ra. Đầy nhộng, tỉ tỉ nhộng. Nhộng trắng luôn đấy. Ai nào có nhộng kia? Ui, nhiều quân rơi xuống lắm đây này. Ui, còn đống quân đây này. Loại này, loại này vừa khi ra chết mà. Ôi, thịt lại nhiều nhộng lắm. Ôi, thao ăn. Làm ông già, ông tuần già muốn. Hôm nay anh em tôi là sử dụng hỏa công thành công. Hay. Và tháng 12 rồi vẫn còn rất nhiều nhộng nhá. Ong lại sao lại vàng vàng này nhỉ? Nhìn rất lạ luôn. Thế có bắt về ngâm rượu không? Hả? Thôi có uống rượu đâu mà ngâm. À, tí nhặt vào cái chai được đấy. Không, nhặt vào cái chai để cho thế. Về thằng Hùng nó ngâm chứ. Thế thì đừng có dỡ ra đây, nó rơi. Ở trong cổ nó nhiều nhỉ. Nó rụng đầy ra kia kìa, trong kia nhiều lắm. Đầy mẹ chết đông này. Lần đầu tiên nhìn thấy ong này luôn. Không biết là ong phải gì. Là ong vang. Không phải là ông vang thì tổ không phải này ông rồi. Ông vang và tổ thì tổ này.
Thì thế thì mới bảo là không phải chuyên gia ba đời bắt ong, chưa gặp cái loại ong nào này đây này. Người ta gọi là ong gì? Đầy quần, cứ đi cầm về dưới kia xong gỡ đi. Cầm về. Chúc mừng anh ấy, anh là cũng nhận thưa hóng bảo không được ăn nhậu hồng. Đấy, cuối cùng. Tao không sợ đâu. Tao bảo là đốt thì tao không sợ, nhưng tao sợ lấy sống chứ. Úi dồi. Chả để xuống đất thì nhặt nào được. Bây giờ là bắt đầu sơ chế đây này. Loại này là địt mẹ. Ong tháng 12 nhá. Ui, cuôn này phải chắc phải vài vạn cuôn. Địt mẹ nhìn cuôn sợ thật. Thôi, ong cuôn thì mang về ngâm rượu. Còn chỗ này là để tí mấy anh em chén. Chén, chén, xào ăn cơm. Cuôn nó già. Cuôn bé bé này nhiều thật. Nhiều nhiều. Đây phải nghìn cuôn. Gọi gọi nó vào bắt để cho anh ăn ong mà nó bảo em đéo dám đốt. Chơi bận à. Cái này hít tất. Đây gọi là dùng hỏa công để em tấn công. Đây là em ăn tận gốc rồi nhá. Không phải là em ăn ngọn đâu mẹ. Ai được lưng nồi rồi đây. Ngon quá. Anh lại phải mời các bác nhá. Cái này nhặt toàn những con ở trong kén. Rất ngon luôn, không có cứt. Rồi, chuẩn bị cho lên để xào nhá. Rồi, bây giờ đến công đoạn là xào đây. Dầu, muối, mì chính cho vào và rang chín thôi là thơm rồi. Cái này ăn sống cũng ngon. Cái bổ nhất là ăn sống. Cái nồi này nó bé quá, xào nó không được. Đấy. Thôi cứ đảo. Thôi đảo nó chín là được rồi. Đấy, nào chuẩn bị hất 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 hất. Hất tiêu tiêu cái rồi xuống dưới thế là xong luôn. Bột một cái như là xong. Rồi, thấy ngon ngon rồi đấy. Chỗ này hôm nay hơi tiếc là không có tí cay cay. Rồi, ong chín rồi đây, mời các bác nhá. Mời các bác ăn cơm trưa nhá. Em xôi chuốc ra. Xôi đây. Rồi, hôm nay cơm rừng là có thịt rang cà chua. Bắp cải muối. Món đặc biệt hôm nay là có thêm món nhộng ong. Món đỗ xào. Rồi, bây giờ mời các bác. Đói quá rồi. Rồi, trong rừng là ăn âu, ăn thùng uống chậu này các bác ơi. Thằng ở dưới nó cũng muốn ăn này. Đấy. Rồi, mời các bác nhá. Mời các bác nhá. Chưa hết điện đấy, ăn cơm ở sân đấy, ngồi cuồn thủng đít đấy. Xong rồi cóc nó nhảy ra, nó không đổ cơm đấy.